Nhà báo kỳ cựu Tô Mỹ cố gắng che đậy vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Nhà báo tương đoạt giải Pulitzer, ông Semohet tuyên bố rằng Mỹ cố tình cung cấp những câu chuyện sai sự thật cho giới truyền thông để che đậy sự tham gia của Washington trong việc phá hủy đường ống Nord Stream 2 của Nga. Trong một bài đăng trên blog Substack của mình hôm 22 tháng 3, nhà báo kỳ cựu tuyên bố CIA được giao nhiệm vụ chuẩn bị một câu chuyện phối hợp với cơ quan tình báo BND của Berlin để cung cấp cho báo chí Mỹ và Đức về vụ nổ Nord Stream 2. Ông Hét viết, theo cách nói của cộng đồng tình báo, cơ quan này đã dựng lên một câu chuyện để đánh lạc hướng việc Tổng thống Biden đã ra lệnh phá hủy đường ống. Trích dẫn một nguồn tin ẩn danh có quyền truy cập vào thông tin tình báo ngoại giao. Ông lưu ý rằng CIA đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự giúp đỡ của Đức, đã đăng được những câu chuyện trên tờ New York Times và tuần báo Digest. Tuyên bố của ông đề cập đến một hoạt động đặc biệt được thực hiện bởi một nhóm thân Ukraine, được cho là đã sử dụng một chiếc du thuyền sang trọng để đặt chất nổ trên các đường ống Nord Stream. Tình báo Mỹ đã chuyển thông tin này cho người Đức nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi những cáo buộc trước đó, một nguồn tin trong cộng đồng tình báo Mỹ nói với Hess. Các chuyên gia thông tin của CIA hiểu rằng, một nước cờ truyền thông chỉ có thể phát huy tác dụng nếu những người tiếp cận đang khao khát một câu chuyện có thể làm giảm bớt hoặc thay thế một sự thật không mong muốn và sự thật được đề cập là Tổng thống Joe Biden đã cho phép phá hủy các đường ống, ông nói thêm. Vào tháng 2, ông Hess đã xuất bản một báo cáo chấn động về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 vào tháng 9 năm ngoái. Các buộc Washington giả dựng vụ tấn công. Nhà Trắng phủ nhận trách nhiệm. Tuần trước, một số hãng truyền thông phương Tây tuyên bố thủ phạm có thể liên quan đến Ukraine. Moscow bác bỏ các báo cáo là một chiến dịch truyền thông sai sự thật có phối hợp. Nga chỉ trích Đan Mạch gian lận trong điều tra vụ nổ Nord Stream. Nga cho rằng việc Đan Mạch từ chối để Moscow tiếp cận điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream là hành vi gian lận, cố gắng che đậy sự thật. Đây hoàn toàn là trò gian lận, lừa đảo, thậm chí không phải trò bịp nữa mà là sự hèn mọn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trả lời phỏng vấn hôm 16 tháng 3. Bình luận của bà Zakharova được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Đan Mạch Ramusen nói rằng Nga sẽ không được phép tham gia cuộc điều tra vụ nổ các đường ống dẫn khí Nord Stream dưới biển Baltic vào năm ngoái. Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đều tôn trọng thượng tôn pháp luật và mọi người có thể tin tưởng vào các cuộc điều tra của chúng tôi, ông cho hay. Theo bà Zakharova, vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream trị giá hàng tỷ đô la Mỹ không phải vấn đề nhỏ có thể dễ dàng bị lãng quên. Họ đang chơi trò này cho chính họ, nhưng tôi nghĩ câu chuyện với Nord Stream sẽ không kết thúc như nhiều câu chuyện khác mà họ đã chôn vùi hoặc che đậy. Vì lý do đơn giản là rất nhiều tiền đang bị đe dọa, Zakharova nói thêm. Nga nói không được Đức, Đan Mạch, Thụy Điển thông báo tiến độ điều tra vụ Nord Stream và Moscow đã nộp tài liệu lên Liên Hợp Quốc hôm 14 tháng 3 để chứng minh điều này. Phái bộ Nga cũng đã yêu cầu Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra quốc tế công bằng. Chúng tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ tính hiệu quả minh bạch và công bằng của các cuộc điều tra đang được thực hiện ở một số khu vực tài phán quốc gia. Chúng tôi không thấy các đối tác của mình sẵn sàng để hợp tác, đại diện thường trực của Nga Liên Hợp Quốc Nebenzia tuyên bố. Động thái của Nga diễn ra sau khi Đức, Đan Mạch và Thụy Điển cuối tháng 2 gửi thư chung lên Hội đồng Bảo an, cho biết họ đã thông báo cho Nga về tiến độ điều tra của ba nước với vụ do dỉ đường ống Nord Stream. Cuộc điều tra kết luận đường ống bị hư hại do các vụ nổ và đây là hành vi phá hoại có chủ đích. Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng dưới biển Baltic để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức và Tây Âu. Cả hai đường ống đều bị hư hại nghiêm trọng trong loạt vụ đổ tháng 9 năm 2022 gần đảo Bromholm của Đan Mạch. Không ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nga từng nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây đứng sau các vụ nổ nhưng không đưa ra được bằng chứng. Moscow cũng chỉ trích Berlin, Copenhagen và Stockholm không phản hồi yêu cầu hợp tác điều tra. Truyền thông Mỹ gần đây dẫn nguồn tình báo ngoại giao phương Tây cho hay, các điều tra viên đã phát hiện dấu hiệu cho thấy một nhóm ủng hộ Ukraine từng thảo luận về khả năng tấn công Nord trước khi xảy ra các vụ nổ. Nhóm này sau đó có thể đã tiến hành vụ phá hoại. Giới chức Ukraine phủ nhận liên quan vụ nổ. Nga cũng cho rằng thông tin về nhóm thân Ukraine là nỗ lực đánh lạc hướng nhằm cản trở điều tra quốc tế và kêu gọi các nước góp vốn trong dự án Nord Stream thúc đẩy điều tra minh bạch và nhanh chóng. Trung Quốc lên tiếng về giả thuyết vụ nổ đường ống Nord Stream. Trung Quốc hoài nghi thông tin từ phương Tây rằng một nhóm phá hoại thân Ukraine đứng sau vụ phá hủy đường ống khí đốt Nord Stream từ Nga đến các nước châu Âu khác. Tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bần mô tả, đường ống Nord Stream là một trong những dự án hạ tầng xuyên biên giới quan trọng. Hành động phá hủy đường ống này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu, cũng như môi trường sinh thái. Do vậy, Bắc Kinh đề nghị tiến hành một cuộc điều tra chuyên nghiệp toàn diện để xác định thế lực chịu trách nhiệm về vụ phá hoại này. Đánh giá về giải thuyết nhóm cực đoan thân Ukraine đứng sau vụ tấn công, ông Vương tỏ ra hoài nghi. Tuần trước, New York Times dẫn lời một số quan chức giấu tên của Mỹ nói rằng Washington đang xem xét thông tin tình báo cho thấy một nhóm phá hoại thân Ukraine đã gây ra vụ nổ nhằm vào đường ống Nord Stream hồi cuối năm ngoái. Thông tin đưa ra sau khi nhà báo người Mỹ Seymour hét Nghi ngờ Mỹ và Na Uy có liên quan. Truyền thông phương Tây im ắng sau các cáo buộc của nhà báo Hess, nhưng giờ họ lại bất ngờ lên tiếng, liệu có gì uẩn khúc phía sau?" ông Vương nói. "Tháng 9 năm 2022, một loạt vụ nổ đã làm hư hại nặng nề cả hai đường ống dẫn khí Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức và phần còn lại của liên minh châu Âu EU. Các nhà điều tra cho biết đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại hiện trường và nghi ngờ có hành động cố ý làm nổ các đường ống." Đến nay Nga và phương Tây tiếp tục đổ lỗi cho nhau đứng sau vụ tấn công. Giả thuyết một nhóm thân Ukraine có liên quan đến vụ phá hoại mới chỉ xuất hiện từ đầu tháng này. Tuy nhiên cả Nga và Ukraine đều hoài nghi. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14 tháng 3 đánh giá, một vụ nổ mạnh kiểu này ở độ sâu như vậy chỉ có thể do lực lượng chuyên nghiệp thực hiện và được hậu thuẫn bởi một quốc gia có trình độ công nghệ. Chủ nhân điện Kremlin cho biết thêm, một tàu do tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thuê đã phát hiện một vật thể giống anten cách vị trí vụ nổ đường ống khoảng 30 km. Đây có thể là một anten thu phát tín hiệu kích hoạt thiết bị nổ. Nga cũng nhiều lần chỉ trích việc các nước phương Tây từ chối để Moscow tham gia các cuộc điều tra quốc tế về vụ phá hoại Nord Stream.